hướng dẫn mọi người đi The Floret, hoa trong rừng. Con đường này đi dễ hơn các con đường khác. Mình đi qua, nếu mà đi từ trên hướng Đà Lạt đi xuống, đi qua cà phê Merlin Coffee Garden khoảng 100m. Bên tay trái là có biển chỉ dẫn hoa trong rừng. Đó, mình đi vô một đoạn, mình sẽ thấy một bên là cổng chào, một bên là con đường. Mình đi thẳng theo con đường đá này. Đây, cứ đi thẳng một đoạn. Đường nó rất là bằng. Đường đối diện là đi từ trên ngõ Tà Lung xuống có cái dốc cao cao.